câu 20 của Tường Vi. Thư sư có quan điểm của một vị tu sĩ như sau: trong các vị A-la-hán, ta cứ thành tâm khấn vái và được thì đem một vị về thờ, thì đảm bảo cả năm ta được rất nhiều sự may mắn. Vì công đức của các vị rất lớn, chỉ cần lễ bái một lần mà thành tâm thì được phước vô lượng. Huống chi lễ bái cả năm thì mọi nghiệp bất thiện kiếp trước ta làm đáng ra năm nay ta gặp tai họa, nhưng do lễ bái một vị A-la-hán rồi thì tai họa sẽ qua. Sư nghĩ gì về quan điểm này? Sư nghĩ là đôi khi chúng ta hiểu chưa trọn vẹn vấn đề. Thứ nhất là việc tôn thờ một vị thánh A-la-hán có phước hay không? Xin thưa là có. Việc đảnh lễ vị ấy có phước hay không? Xin thưa là có. Việc suy tư về cái hạnh của vị đó, cái công đức của vị đó có phước hay không? Xin thưa là có. Việc chúng ta suy tư về vị ấy với lòng thành kính, như một người thầy, như một người để chúng ta nương nhờ, như một người để chúng ta noi gương, có phước hay không? Xin thưa là có. Đấy, thì sư trả lời đó là có. Cái thứ hai, cái phước đó như thế nào thì tùy thuộc vào cái hạnh của vị mà mình suy nghĩ. Ví dụ như chúng ta nghĩ về hạnh của Ngài Sivali là Ngài đã có hạnh bố thí. Và chúng ta cung kính lễ bái noi gương, chúng ta nỗ lực bố thí noi gương Ngài, chúng ta nương nhờ Ngài, học theo hạnh của Ngài, vân vân, thì chúng ta được cái phước của bố thí. Chúng ta hưởng rồi chúng ta hưởng ké cái phước của Ngài đó, thì có. Thì nếu như chúng ta có cái thì gọi là có cái quả xấu, ví dụ như là cái quả nghèo đi, cái quả mà thiếu, do thiếu bố thí của đời trước, thì đời nay á nó lại xảy ra hai trường hợp. Một là cái quả nghèo nó xảy ra, còn cái quả giàu á nó chưa kịp trổ. Nhớ nha, cái quả nghèo là nó trổ mà cái quả giàu nó chưa kịp trổ. Nó gọi là nước xa thì không cứu được lửa gần. Cho nên là mình cố gắng, mình bố thí, mình học ngài các thứ các kiểu, nhưng mà mình vẫn nghèo. Đó là do cái quả xấu nó trổ mà quả tốt nó chưa kịp trổ. Thì chịu thôi. Cái thứ hai là hai quả trổ cùng một lúc, tức là quả xấu trổ và quả tốt trổ, thì hai quả đó nó trổ cùng lúc thì nó sẽ lấn lướt và chèn lẫn nhau, thì chúng ta sẽ có một cái loại quả là vừa trắng vừa đen. Thì quan trắng nhiều hơn hay đen nhiều hơn thì quan trọng cái nào nó mạnh hơn thôi. Rồi, cái đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai á là khi cũng vậy ha, trong trường hợp chúng ta thờ ngài Sivali thì học hạnh rồi các thứ thì được cái quả báo giàu sang, nhưng cái nghiệp xấu
là cái nghiệp sát sanh đời trước. Nó dẫn đến đời nay chúng ta bị bệnh. Thì có nghĩa là giàu thì giàu, mà bệnh là bệnh, hai anh này nó không dính dáng gì tới nhau. Chẳng qua là nếu mà mình bệnh mà mình giàu thì mình có tiền, mình đi bệnh viện xịn thôi à, chứ còn bệnh thì vẫn cứ bệnh nè. Hoặc là mình cái quả nó nặng đến mức mà mình phải kết thúc tính mạng, tức là mình đi trên cao tốc mà trời xui đất khiến thì cái đầu mình nó nghĩ như thế nào đó mà mình quẹo ẩu à, mình quẹo ẩu rồi thì cái xe ngược chiều nó né không được, hoặc là cái xe cùng chiều nó né không được, rồi gặp tai nạn và chúng ta mệnh chung. Thì trong trường hợp đó cái giàu á, nó chỉ thể hiện ở chỗ là thay vì mình mệnh chung trên một chiếc Kia Morning thì mình mệnh chung trên một chiếc Bentley, đơn giản khác nhau vậy thôi. Thì sư hỏi quý vị là mình gặp tai nạn trên chiếc Kia Morning với mình gặp tai nạn trên chiếc Bentley mà hai chiếc nó đều nát như nhau, thì quý vị có thấy nó oai hơn không? Thì cái đó tùy quý vị à. Cho nên á, là cái trường hợp thứ hai là còn tùy là cái nghiệp đó nó có tương ưng với nhau hay không, chứ còn không thôi nó chết quớt à nha, nó chết quớt cũng vậy thôi. Cái vấn đề thứ hai á, rồi vấn đề A đi, rồi vấn đề B. Cái vấn đề B, vấn đề lớn này mà sư nghĩ là nhiều người sẽ hiểu sai, tức là chúng ta thờ các ngài á, mà với tâm lý con buông á. Sư đành phải dùng cái từ tâm lý con buông, thì sư e là cái quả phước của mình á, nó giảm nhiều lắm. Tâm lý con buông là sao? Là mình muốn đầu tư ít mà mình hưởng nhiều. Giờ mình đầu tư một cái tượng ngày xưa lý thì đâu có bao nhiêu tiền hết, rồi mình đem về mình thờ, cái chuyện thờ mỗi ngày cũng đâu tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng mà mình nghĩ cái chuyện là mình hưởng phước á, mình nghĩ phước nó nhiều, mình khoái thành ra mình thờ đó. Thì sư e là sư tạm gọi cái đó là tâm lý con buông. Với tâm lý đó cái phước mình nó hạn chế dữ lắm. Còn cái thứ hai á, là mình thờ với lòng thành kính, và mình thật sự mình muốn học cái hạnh đó cho nên mình thờ. Ví dụ như sư muốn thờ ngài Kumara Kassapa, bởi vì ngài là đệ nhất về việc thuyết pháp bằng ví dụ. Thì sư thuyết pháp sư cũng ưa ví dụ lắm. Thì ngài giống như là thần tượng của mình, là cái người mà mình ngưỡng mộ. Thì chính vì như vậy mình sư muốn thờ ngài, là để bày tỏ cái lòng ngưỡng mộ đối với ngài. Nó khác hoàn toàn. Hoặc á, là mình ngưỡng mộ cái sự bố thí của ngài Siva Lý, cho nên mình thỉnh ngài về mình thờ. Cái phước đó nó khác hoàn toàn. Hoặc á, là mình ngưỡng mộ ông Cấp Cô Độc và Quý Sa Kha là hai vị nam cư sĩ và nữ cư sĩ đệ nhất về bố thí ở thời Đức Phật. Mình muốn noi gương, mình muốn noi gương, và mình ngưỡng mộ hai vị đó, cho nên là mình kiếm tượng về mà mình thờ. Nó sẽ hoàn toàn là câu chuyện khác. Cho nên á, cái tâm lý của mình khi mình thờ một vị thánh, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với cái phước mà mình nhận được. Còn mà mình đòi hỏi nhiều quá, mà mình cái sự nỗ lực, cái công sức mình bỏ ra không có bao nhiêu á, thì sư e là cái phước mình nhận được nó cũng hạn chế thôi. Cho nên á, là sư giải thích để cho quý vị hiểu. Yeah.